Sau đây thầy gửi đến các bạn một nhạc phẩm mà dạo gần đây trong tuổi học trò các bạn rất là xôn xao. Các bạn biết bài Khắc Ghi không? Các bạn biết ai là người sáng tác bài này không? Đúng rồi, chính là thầy Chu Công Cương của chúng ta. Sau đây thầy mời các bạn nghe bài hát Khắc Ghi do tập thể lớp 73 trình bày. Rồi thầy mời các bạn lên.
biết ơn và lòng yêu thương thầy cô chắc chắn sẽ khắc ghi vào trong tim của các bạn. Một lần nữa chúng ta một tràng pháo tay thật to cảm ơn thầy Chu Công Cơ đã đến với chúng ta với bài nhạc rất là hay. Và